Xin chào các bạn đã quay trở lại với bài 4 của khóa học lập trình Java căn bản. Thì, bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về hai cái kiểu dữ liệu là ArrayList và LinkedList, và chúng ta sẽ tiến hành thực hành để xem thử hai cái kiểu dữ liệu này hoạt động như thế nào. Như các bạn có thể thấy trên hình thì cả hai kiểu dữ liệu này đều dùng để lưu trữ một danh sách các cái đối tượng cùng kiểu. Tuy nhiên thì ở đây mình có đưa ra so sánh hai kiểu dữ liệu này để các bạn tiện theo dõi và sử dụng. Đối với kiểu dữ liệu ArrayList thì nó sẽ sử dụng một cái mảng động để lưu trữ. Đây là một mảng động dùng để lưu trữ các cái thành phần ở trong cái mảng này. Vì vậy mà khi mà chúng ta tạo ra một cái biến kiểu ArrayList thì chúng ta không cần phải khai báo kích thước. Không giống như là kiểu dữ liệu Array, khi mà chúng ta tạo ra một cái biến thì chúng ta phải khai báo trước cái kích thước của nó. Đối với kiểu dữ liệu LinkedList thì nó sẽ lưu trữ các cái thành phần, các đối tượng dưới dạng các cái nốt, và nốt trước sẽ trỏ ra cái nốt sau bằng một cái con trỏ, và chúng ta cũng không cần phải khai báo trước cái kích thước của cái đối tượng thuộc kiểu LinkedList này. Kiểu dữ liệu ArrayList thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể là sử dụng để lưu trữ hoặc là truy xuất lấy thông tin của các cái thành phần đối tượng ở trong cái kiểu dữ liệu ArrayList. Tuy nhiên thì kiểu dữ liệu LinkedList thì đối với kiểu này thì chúng ta lại dễ dàng có thể là thực hiện các cái thao tác như là thêm bớt hoặc là thay thế các cái đối tượng ở trong cái kiểu dữ liệu LinkedList này, mà nó sẽ hiệu quả hơn, cái performance nó sẽ cao hơn. Thì tùy trong cái tình huống mà chúng ta sử dụng cho mục đích nào thì chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng một trong hai cái kiểu dữ liệu này. Một đặc điểm nữa là cả hai kiểu dữ liệu ArrayList và LinkedList này thì đều có thể lưu trữ được tất cả các cái thành phần của các cái kiểu dữ liệu khác nhau, như là string, integer hoặc là một cái thành phần thuộc một cái kiểu là class mà chúng ta định nghĩa ra. Thì đấy là các cái so sánh, các cái đặc điểm cơ bản phân biệt hai cái kiểu dữ liệu này. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành thực hành. Xin mời các bạn mở cái công cụ Eclipse ra để chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu thực hành hai cái kiểu dữ liệu mình vừa mới giới thiệu trên là ArrayList và LinkedList. Xin mời các bạn là kích chuột phải vào Package Explorer và lựa chọn New, chọn là Java Project. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho cái project, cho cái dự án của chúng ta là Collection 1. Các bạn để các tùy chọn khác mặc định và ấn Finish. Các bạn mở dự án của chúng ta ra. Kích chuột phải vào Source và lựa chọn New, lựa chọn Class. Chúng ta sẽ tạo ra một class tên là Main. Ở đây các bạn đã tích và lựa chọn Public Static Void Main. Ấn Finish. Chúng ta sẽ tiến hành khai báo các cái biến nằm ở trong cái hàm main của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái biến có kiểu là ArrayList. ArrayList, mình đặt tên biến AL bằng New ArrayList. Các bạn có thể lựa chọn luôn cái kiểu cho cái kiểu của các cái thành phần được lưu trữ bởi ArrayList này bằng cách ví dụ mình sẽ lựa chọn là kiểu String. Chúng ta sẽ đã tiến hành khai báo xong. Đây chúng ta cần add cái package import ArrayList vào. Thì chúng ta tiến hành thêm các cái element, các cái thành phần vào trong cái ArrayList của chúng ta. Câu lệnh là al.add. Kiểu dữ liệu của chúng ta là string, chúng ta sẽ đưa vào cat. Chúng ta sẽ add thêm al.add doc l.add horse l.add
chấm Buffalo. Đây chúng ta sẽ tiến hành thử in ra kiểu cái biến array list này bằng cách system.out.print. Và chúng ta thử chạy cái đoạn mã của chúng ta bằng cách ấn vào run. Ok, chúng ta như chúng ta thấy trên màn hình thì toàn bộ các cái thành phần của cái mảng array list đã được in ra. Ở đây chúng ta có thể là thực hiện là lấy ra một thành phần ở trong cái mảng này. Mình sẽ in ra cái thành phần là doc này bằng câu lệnh in system.out.print al.get index truyền vào chính là cái vị trí của cái phần tử ở trong cái mảng array list này. Ở đây ví dụ mình phần tử thứ nhất cat thì có vị trí index là 0, phần tử thứ hai doc có vị trí index là 1. Mình muốn in ra cái phần tử doc này thì mình sẽ là get index là 1. Mình muốn là in ra cái kích thước, lấy kích thước của cái mảng array list này, mình sẽ in ra bằng câu lệnh system.out.print al.size. Ok. Sau đấy mình muốn xóa cái phần tử là host đi thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là al.remove index. Index ở đây chính là cái vị trí của cái phần tử mình muốn xóa. Ở đây thì nếu host thì có vị trí là thứ hai 0, 1, 2 thì chúng ta có thể xóa bằng index. Hoặc chúng ta có thể xóa bằng name các bạn. Ở đây sau khi xóa cái phần tử thứ hai thì mình có thể xóa remove bằng name. Các bạn thấy remove object thì mình có thể lựa chọn là xóa cái phần tử buffalo ở đây bằng cách là truyền cái tên vào. Ok. Cuối cùng thì mình sẽ in thử ra cái kết quả cuối cùng. Rồi chúng ta cùng chạy thử cái đoạn lệnh này để xem kết quả như nào. Các bạn lưu lại và thực hiện chọn run main. Như các bạn thấy trên màn hình thì đây là cái mảng ban đầu này. Đây là cái phần tử thứ hai này. Đây là cái size, cái kích thước của cái mảng ban đầu. Và cái dòng cuối cùng được in ra đấy chính là cái mảng sau khi chúng ta đã remove đi cái phần tử thứ hai và cái phần tử cuối cùng. Như vậy là cái kết quả in ra là đúng như là chúng ta mong muốn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái kiểu dữ liệu linked list. Thì ở đây thì mình sẽ khai báo một cái biến kiểu linked list. Linked list mình cũng lựa chọn là kiểu string, ký hiệu là ll bằng new linked list. Các bạn có thể đưa kiểu hiệu string vào đây cũng được, hoặc là có thể bỏ qua. Đây thì mình đưa vào để nhìn cho nó dễ. Mình cũng sẽ thêm các cái phần tử vào trong các vào cái biến ll kiểu linked list này bằng câu lệnh ll.add giống như là đối với array list. Ở đây thì mình sẽ
đưa vào là car at chuck at plane. Bike, đủ các loại xe. Ok, bây giờ mình cũng sẽ thử in ra cái mảng này bằng câu lệnh system chấm out chấm print. Mình sẽ lấy in ra kích thước của cái mảng này. Mình sẽ in ra một cái phần tử thứ hai của bảng. Phần tử thứ hai thì sẽ có index là vị trí thứ nhất. Mình sẽ xóa đi một cái phần tử thuộc bảng. Remove. Ở đây thì bạn thấy là cái hàm remove đây cũng giống như là remove của mảng array list thôi. Chúng ta có thể remove theo một cái vị trí xác định hoặc là remove theo cái tên, cái giá trị của cái phần tử đấy. Mình sẽ remove cái phần tử thứ hai. Ok. Mình sẽ thực hiện là in ra cái mảng sau khi remove system.out. Print. Các bạn có thể thử chạy câu lệnh này bằng cách là chọn run main. Ok, như các bạn thấy trên màn hình đấy thì cái kết quả của chúng ta nó cũng ra đúng theo là mong muốn. Ở đây là cái mảng ban đầu, đây là kích thước, đây là cái phần tử thứ hai và đây là cái mảng sau khi chúng ta remove đi cái phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai chính là phần tử chuck thì chúng ta còn car, plane và bike. Các bạn lưu ý thêm rằng là đối với lại linked list thì chúng ta còn có thêm những cái hàm, những cái method, những cái function rất là quan trọng. Ví dụ mình có thể insert vào vị trí đầu hoặc vị trí cuối. Mình có thể chọn ví dụ ll.add. Ở đây thì mình sẽ add first. First thì nó sẽ chèn vào vị trí đầu tiên của mảng. At first, ví dụ mình sẽ chèn là motorbike. Ok, mình chạy thử câu lệnh, mình sẽ in ra và chạy thử system.out.print. Lưu lại và chạy thử. Run. Như các bạn thấy thì motorbike đã được thêm vào vị trí đầu tiên của cái mảng linked list. Đến đây thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn cơ bản các cái method và cách sử dụng đối với lại hai cái kiểu dữ liệu array list và linked list. Các bạn hãy thực hành để có thể là biết thêm được các cái method, các cái phương thức khác của hai kiểu dữ liệu này. Mình xin kết thúc video ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.